Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình đến với khu công nghiệp Tân Phú của tỉnh Đồng Nai, vào công ty Ngọc Phượng các bạn. Thì bên công ty Ngọc Phượng có làm thêm một số dàn ép lún ha. Thì đây là một cái số mẫu, một cái mẫu dàn ép lún mà anh em có thể mua cái dàn ép lún này mà vừa là sớ đất luôn các bạn. Thì mình thay cái bông vô ha. Mình thay cái bông chục vô là mình vừa sới đất và vừa ép lún luôn. Đó. Thì đây là cái ép lún để trồng khoai, trồng bắp hay là trồng cái gì mà cần lên lún đó, đậu, hoa màu đó là cái dạng ép lún này. Đó thì ở đây là cái tăng đưa bự nhỏ gì là ở đây mình có cái chỗ tăng đưa ha, tăng đưa bự nhỏ. Đó, đây mình chưa có hoàn thiện do đó nên các bạn xem thông cảm ha. Nhưng mà cái đây là mình đã chạy và thực tế trên đồng rồi, đem về đây làm ha. Đó. Đây là cái dạng sớ. Khi thay thế cái bông sớ vô thì nó sẽ sớ đất. Cái đây là nó khác ở trước này, cái này nữa nè. Nó ôm đất vô được nhiều hơn cái kia. Còn cái kia nó chỉ dép, nó chỉ lướt lên trên mặt đất thôi. Còn cái này là nó xuống để nó lấy đất. Nó lùa đất vô. Ở đây các bạn, đây là cái phần khác với cái dàn sớ của mình. Là cái phần này nó sẽ ôm đất lên. Đó, nó sẽ vuốt đất vô trong để cho nó vung lên cái đằng cái mặt lún ha. Để cho nó vung lên cái mặt lún. Đó. Còn ở đây là cái bông sớ giống như cái bông sớ của mình vậy đó, mà nó khác hơn cái bông sớ của mình ha. Mình mua cái này về mình lắp cái bẩn kia vô. Lắp cái bẩn vô với cái bông sớ vô là nó sớ đất y ra như cái dàn sớ. Không khác ha. Đó. Đây. Đây là cái sên, nhông sên dẻ thì nó không khác ha. Đó. Dòng tua thì mình có thể điều chỉnh. Bự nhỏ gì đó thì chỉnh lên chỉnh xuống được hết ha. Đó. Đó, thì mình vung đất lên. Đây là cái hộp sọ rất là bự. Thì thường thì cái này là nó sớ rất là sâu cho đó nên cần hộp sọ này bự các bạn. Đó. Sớ rất là sâu, còn hộp sọ này bự. Thì những sản phẩm như thế này thì mình bán ở thị trường là bảo hành 12 tháng các bạn. Đó. À, anh em cần thì alo ha, món hàng này để cho bà con trồng hoa màu, lên luống, cà, bắp, đậu phộng, khoai lang, khoai mì gì đó, cần lên luống là mình sử dụng cái món này. Đó. Ha. Làm theo yêu cầu của bà con nông dân ha, làm nhỏ hơn, bự hơn gì đó thì bà con yêu cầu ha. Và lên luống. Đây các bạn, thì ở bên công ty của mình là làm linh kiện phụ tùng, máy cài, máy cắt, máy kéo, máy cuộn gom thì nhận gia công các loại bánh răng của máy cài và xe cuốc, xe ủi đất gì đó thì bà con nông dân có nhu cầu thì liên lạc qua bên mình ha. Đó. Thì bên mình thì làm rất là nhiều mặt hàng, cái món hàng tính lên đến hơn 800 cái món hàng cho đó nên là không thể giới thiệu từng món được, mình chỉ đọc đại khái vậy thôi. Rồi anh em cần gì thì mới alo được ha. Mấy biết đường nói chuyện về cái món đó ha. Đó, rất là nhiều, đại khái. Đó, nhận gia công bánh răng là tất cả dòng máy về máy nông nghiệp. Đó. Máy cài, máy cắt, xe cuốc, xe ủi đất gì đó. Đó. Thì bà con alo ha. Đó. Có nhiều lắm các bạn.